Kính thưa thầy và các bạn, em tên là Nguyễn Hồng Phấn, lớp IAK33. Trước khi vào chủ đề ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về cái giá trị nhé. Điều gì đã tạo nên cái giá trị của bạn? Mỗi người trong chúng ta đều giống như một cái cây giá trị. Hằng ngày chúng ta phải đón nhận rất nhiều sự ảnh hưởng đến từ môi trường bên ngoài, như hoàn cảnh sống, tình huống và các thử thách. Ở giữa có một cái đường ranh, chia đôi cái cây của chúng ta thành hai phần. Phần trên là những gì chúng ta có thể nhìn thấy được, trong khi đó, phần dưới lại là bộ rễ, nơi những giá trị cốt lõi của mỗi người trú ngụ thì lại rất khó để nhìn thấy. Phía dưới lằn ranh đó là một thế giới nội tâm đầy phong phú với rất nhiều giá trị ẩn náu dưới đó. Tất cả những trải nghiệm của mình được tích lũy ngay từ lúc còn nhỏ đến giờ là những hạt sống yêu thương tồn tại bên trong mỗi con người. Tùy trải nghiệm của mỗi người mà hạt sống đó sẽ có những số phận khác nhau. Tiếp theo, cùng tìm hiểu khái niệm về giá trị cuộc sống là gì. Giá trị sống là những giá trị thuộc về tư tưởng, lối sống, chuẩn mực đạo đức được cộng đồng thừa nhận và bảo tồn, giữ gìn liên tục từ đời trước sang đời sau và luôn được bổ sung qua tính truyền thống và mở cửa của văn hóa Việt Nam. Từ đó, giúp cho cá nhân điều chỉnh được hành vi của mình vì hạnh phúc của cá nhân, vì ổn định và phát triển của cộng đồng và xã hội, biểu hiện ở quan điểm sống, mục đích sống, động cơ, thái độ, lựa chọn, các hoạt động và các mối quan hệ trong cuộc sống. Thế còn niềm tin là gì? Niềm tin chính là cách mà bạn cảm nhận và tin tưởng vào một điều gì đó. Nó có thể đúng, có thể sai, có thể tốt, nhưng cũng có thể xấu. Tuy nhiên, bạn tin tưởng và chắc chắn nó sẽ xảy ra theo hướng mà bạn suy nghĩ. Một vài ví dụ về niềm tin tiêu cực về bản thân như mình chắc chắn không làm được, mình là người thua cuộc, mình là nạn nhân, mình không xứng đáng, mình là người không tốt, mình xấu, mình không được như các bạn, mình không nên làm trái ý nó. Với những suy nghĩ đó thì các bạn sẽ luôn luôn đi lụt lùi về phía sau. Mỗi một người đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa. Còn ví dụ như bạn tin vào Chúa thì những điều lớn lao sẽ xảy ra khi bạn tin tưởng. Giá trị và niềm tin là hai khái niệm quan trọng chi phối hành vi và thái độ của chúng ta. Mặc dù các giá trị và niềm tin có mối quan hệ với nhau vì chúng ảnh hưởng chung đến thái độ, nhận thức, tính cách và hành vi của chúng ta, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt giữa chúng. Sự khác biệt chính giữa giá trị và niềm tin là giá trị là nguyên tắc, lý tưởng hoặc tiêu chuẩn hành vi, trong khi niềm tin lại là niềm tin mà chúng ta thường chấp nhận là đúng. Chính những niềm tin ăn sâu này đã ảnh hưởng đến các giá trị, thái độ và hành vi của chúng ta. Và cách để đánh thức giá trị của mình thì các bạn hãy cùng suy ngẫm về những sự kiện, biến cố, trải nghiệm gì mà bản thân đã khiến cho mình có những niềm tin sâu xa nào đó về bản thân, những niềm tin sâu xa về thế giới, cuộc đời, những niềm tin sâu xa về một đối tượng nào đó. Hệ giá trị tồn tại bên trong mỗi người chúng ta đều rất kỳ diệu. Nó không phải là một hằng số mà nó có thể thay đổi nhờ vào cơ chế tự chuyển hóa. Khi bạn thực sự ý thức được về những giá trị tồn tại bên sâu bên trong mình, giúp bạn nhận ra điều gì mới là quan trọng với bản thân và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. Qua những vấn đề tìm hiểu về các giá trị như trên, hôm nay em xin trình bày về chủ đề 7 giá trị gia đình giúp trẻ phân biệt được đúng sai. Như chúng ta đã biết, có nhiều cách để dạy trẻ phân biệt đúng sai, nhưng quan trọng nhất vẫn là để cho con học điều đó qua những giá trị cốt lõi từ gia đình. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Giá trị gia đình là một tập hợp các nguyên tắc cha mẹ coi là quan trọng. Để con hiểu điều đó, cha mẹ cần dành thời gian giúp con thấm nhuần và để con lớn lên với những giá trị cốt lõi đó. Mỗi gia đình có những giá trị cốt lõi riêng, nhưng đây là 7 giá trị quan trọng để có thể giúp trẻ em hiểu đúng và sai. Đầu tiên là sự trung thực. Trung thực có nghĩa là thành thật với chính mình. Để dạy con bạn trung thực, bạn có thể minh bạch và trung thực trong hành vi của bản thân và thừa nhận khi bạn mắc lỗi. Ngoài ra, hãy kiềm chế đặt ra những kỳ vọng không thực tế và thể hiện sự thất vọng khi những kỳ vọng này không được đáp ứng. Cho con bạn thấy rằng bạn yêu chúng vì con người thật của chúng, khuyến khích con trở thành người sống đúng với bản chất và trung thực. Sự tôn trọng. Dạy trẻ tôn trọng người khác có nghĩa là thể hiện lòng tốt và sự quan tâm đến người khác, lắng nghe ý kiến và cảm xúc của họ, đồng thời đối xử với họ một cách tôn trọng. Để dạy con tôn trọng, bạn chỉ cho con cách lắng nghe ý kiến và cảm xúc của người khác, đồng thời cân nhắc khi đối xử với họ. Làm gương về cách tôn trọng đồ đạc, thậm chí cả thời gian của người khác. Bạn cũng có thể thường xuyên thảo luận về sự tôn trọng và tạo nên cơ hội cho con thực hiện việc thể hiện sự tôn trọng khi chúng tương tác với người khác. Tính trách nhiệm. Dạy trẻ có trách nhiệm giúp cho chúng hiểu tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân và môi trường xung quanh, đồng thời đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm và cân nhắc. Để dạy con bạn về trách nhiệm, bạn có thể chỉ cho chúng cách thực hiện 3 việc trên. Giao cho con thực hiện các nhiệm vụ hoặc công việc phù hợp với lứa tuổi ở nhà, cho chúng quyền tự do lựa chọn và buộc phải chịu trách nhiệm về hành động và quyết định của mình.
để chúng học cách chịu trách nhiệm khi còn nhỏ. Tiếp theo là sự công bằng. Công bằng là đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử và không dành sự ưu ái cho bất kỳ ai. Dạy trẻ về sự công bằng có thể giúp chúng hiểu điều gì đúng, điều gì sai và đưa ra quyết định công bằng. Để dạy con, bạn nên đối xử với chúng một cách công bằng. Bạn cũng có thể thường xuyên thảo luận về sự công bằng và tạo cơ hội cho con bạn thực hành sự công bằng trong tương tác với người khác. Hãy cho chúng biết không phải lúc nào chúng cũng phải chiến thắng hoặc đứng đầu và cần phải biết ơn khi thua hoặc thất bại trong một việc gì đó. Tiếp đến là lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn là thể hiện sự đồng cảm và thấu hiểu đối với người khác. Dạy trẻ lòng trắc ẩn giúp chúng hiểu được cảm xúc và trải nghiệm của người khác, đồng thời đưa ra những lựa chọn tử tế và quan tâm. Để dạy về lòng trắc ẩn, bạn nên làm gương, chẳng hạn như cư xử tử tế với một người lạ trên đường phố. Hãy cân nhắc, thấu hiểu cho con bạn khi chúng mắc lỗi và cho chúng biết bạn hiểu cho con khi trẻ thất vọng hoặc khó chịu. Tiếp theo, phải nói đến là sự kiên trì. Kiên trì là gắn bó với một thứ gì đó, ngay cả khi khó khăn và không dễ dàng từ bỏ. Dạy trẻ tính kiên trì có thể giúp trẻ hiểu, làm việc chăm chỉ. Quyết tâm là điều quan trọng để đạt được thành công và đưa ra những lựa chọn tích cực. Để dạy con tính kiên trì, bạn có thể khuyến khích con gắn bó với một việc gì đó ngay cả khi khó khăn và không dễ dàng bỏ cuộc. Khi nói đến việc học, hãy công nhận sự chăm chỉ và nỗ lực của con thay vì tập trung vào điểm số. Và giá trị cuối cùng đó là lòng biết ơn. Lòng biết ơn là biết ơn những gì bạn có và nhận ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dạy trẻ biết ơn có thể giúp cho chúng hiểu được giá trị của những gì chúng có và đưa ra những lựa chọn đáng trân trọng. Biết ơn. Để dạy con bạn biết ơn, bạn có thể chỉ cho chúng cách biết ơn những gì chúng có và nhận ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng. Và cuối cùng, mình cũng khuyên bạn nên thường xuyên thảo luận về 7 giá trị trên và tạo cơ hội cho con bạn thực hành chúng trong cuộc sống hàng ngày. Bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.